An Giang là vùng đất có nhiều con sông bên lở bên bồi, mưa nắng có nhau, đã đi vào câu ca điệu nhạc. Trong số ấy có dòng Tiền Giang nghĩa tình ôm ấp phù sa, bồi đắp nên một Cù Lao xanh nức tiếng đẹp giàu mà mang cái tên giản dị Cù Lao Viên. Về tên gọi Cù Lao Viên có nhiều giả thiết khác nhau, nhưng giả thiết được nhiều nhà nghiên cứu chấp nhận là chữ Viên do chữ Doanh độc trại mà ra. Các thư tịch cổ gọi đây là đảo Doanh Châu. Theo sách Gia Định Thành Thông Chí, bãi Doanh Châu, tục danh là Cù Lao Viên, ở thượng lưu sông Tiền Giang, có bốn thôn. Ba cù lao nhỏ đứng sóng nhau, bốn mặt sóng xanh, nghiễm nhiên như cảnh tam đảo bồng doanh. Sang phía bắc thì rừng trúc xanh um cao lớn. Ở đây có nhiều đầm chầm, ruộng cá. Người lũ lượt rẽ bùn phát cỏ, bắt cá để làm mắm hay phơi khô, đem bán các nơi, đều nhờ được lợi tự nhiên. Cù Lao Viên còn rất nhiều tên gọi khác. Cù Lao Viên nó có hàng chục tên gọi. Nhưng mà nó gần như là cái tên gọi nào nó cũng có cái sự mà nó có cái sự tích của nó do dân gian người ta đặt gọi. Thí dụ như Cù Lao Viên viết đúng là Rienr, tức là như tháng Giêng đó, có nghĩa là Viên là chánh, Cù Lao này là Cù Lao chánh. Rồi sau này đó, người Pháp qua họ thì ít có sử dụng cái dấu e, cho nên họ viết chữ Viên thành chữ Gien, Rienr. Rồi nghe nói gian gian như vậy đó, thì có người lại viết là chữ Ven, Ven. Rồi có người lại viết là Vden. Rồi nó cứ trải vậy, cho nên nó có hàng chục tên. Do đó chúng ta đọc trong sử sách, chúng ta thấy những cái tên đó thì chúng ta biết nói là cái Cù Lao Viên. Qua bao năm tháng, bàn tay cần cù của những cư dân Việt đã biến mảnh đất hoang sơ thành một Cù Lao Viên trù phú. Công cuộc khẩn hoang của lớp người mở cõi được in dấu bởi những công trình còn bền vững với thời gian và được khắc ghi trong tâm tưởng của nhiều thế hệ. Đây là phần mộ của ông Núi và bà Nhạc nằm trong khu mộ tổ của dòng họ Nguyễn, một trong những dòng họ đầu tiên mở đất lập làng ở miệt Cù Lao này. Người đời sau mãi tự hào với những cái tên ông Nguyễn Văn Núi, bà Lê Thị Nhạc, những con người dũng cảm gây dựng nên cuộc sống ngay trên mảnh đất, dưới sông Sáu Lội, trên bờ Cọp Ba người con của ông Núi và bà Nhạc là Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Kính và Nguyễn Văn Diện đều là dũng tướng có công với triều Nguyễn. Các ông đã hy sinh ngoài chiến trận và được phong chức Ngọc Hầu. Phần mộ của ba ông được gọi là Lăng Ba Quan Thượng Đẳng, thiết kế theo hình tượng cá chép, lý ngư, rùa kim quy, mực mặt ngư, hợp thành mặt lý quy, mang ý nghĩa về nơi yên tĩnh. Phủ thờ họ Nguyễn là một trong những di tích lịch sử được xếp hạng của tỉnh An Giang. Năm 1905, hậu duệ dòng họ Nguyễn lập phủ thờ này để thờ sắc phong Ba Quan Thượng Đẳng. 100 năm qua, sau nhiều lần trùng tu, vẫn còn đó những bao lam liễn đối chạm trổ tinh vi với lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật cung đình và nghệ thuật dân gian. Vẻ uy nghi của ngôi chánh điện vẫn vẹn nguyên như truyền thống của tổ tiên được cháu con gìn giữ. Phải chăng lấy cảm hứng từ không gian trên Cù Lao Viên mà thành hoa tự được chạm nổi hoa văn mô phỏng cảnh yên bình thoát tục? Kiến trúc chùa không chỉ độc đáo bởi hàng rào hoa sen bằng đồ gốm cổ bao bọc khuôn viên, mà còn ở những bức tượng đắp nổi trên ngôi mộ tháp của hòa thượng sáng lập chùa. Được Hòa Thượng Tịnh Nghiêm xây dựng từ năm 1953, đến nay thành hoa tự vẫn hấp dẫn khách thập phương, phần vì kiến trúc,
phần bởi những huyền thoại kỳ bí về chính vị trụ trì này. Thánh đường Công giáo là niềm tự hào của kiến trúc tôn giáo Đức Cù Lao Diên. Nhà thờ Cù Lao Diên ở xã Tấn Mỹ còn có tên khác là Thánh đường Đầu Nước, được xây dựng từ năm 1875, hoàn thành sau 12 năm. Đây được coi là thánh đường lớn nhất và cổ nhất ở Nam Bộ. Thánh đường nguy nga với kiến trúc Roman của phương Tây, có tháp chuông cao 36 mét. Sự kết hợp hài hòa của kiến trúc và điêu khắc góp phần nâng tầm giá trị thẩm mỹ của công trình này. Hơn một thế kỷ qua, đi cùng thăng trầm của lịch sử, thánh đường vẫn tồn tại uy nghiêm, xứng tầm là di tích cổ xưa của lịch sử giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đức Cù Lao, cột dây thép ở xã Tấn Mỹ ghi dấu nét son đáng tự hào. Cột dây thép gồm hai cột, một ở bên này sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và bên kia thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. Trên sợi dây nối hai cột, tháng 4 năm 1930, lá cờ đảng đã tung bay chào mừng sự kiện chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chợ Mới An Giang ra đời. Lịch sử mở cõi và đấu tranh hào hùng của cha ông đã được người dân Cù Lao Diên viết tiếp bằng những thành tựu lao động trong thời đại mới. Vì là xứ sở bốn bề đều được bao bọc bởi sông nước, nên nghề đóng ghe xuồng ở xã Mỹ Hiệp từ lâu đã rất phát triển. Vào khoảng tháng 4 tháng 5 âm lịch, làng nghề lại trở nên sôi động, tất bật để cho ra đời những thành phẩm phục vụ công việc mưu sinh của bà con khi mùa lũ về. Người dân Cù Lao Diên tự hào khi những chiếc xuồng nhỏ và những chiếc ghe trọng tải hàng chục, hàng trăm tấn từ xứ sở mình đã bao đời xuôi ngược trên khắp các nhánh sông. Sông nước mênh mông cũng là điều kiện thuận lợi cho người dân miệt Cù Lao phát triển những làng bè nuôi cá. Bà con ở ba xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân đã gây dựng được hàng trăm bè cá với đủ các giống có giá trị cao trên thị trường như cá ba sa, điêu hồng, rô phi. Ngoài việc thành thạo chuyện đặt bè, kỹ thuật chăm sóc, trị bệnh cho cá, người dân Cù Lao Diên còn biết ươm những giống cá mới để tự đáp ứng nhu cầu nuôi của mình. Những chồi non đầu tiên được cha ông ươm mầm giờ đã thành những vườn cây quả ngọt trái sai vươn lên rợp bóng. Nhờ có nước ngọt, phù sa và bàn tay chăm bón của các nhà vườn nên cây trái xứ Cù Lao Diên có vị thơm ngon đặc biệt, nhất là các giống xoài. Ngày nay, những con lộ nhựa và cầu bê tông chắc chắn đã nối liền khắp mọi nẻo đường xứ Cù Lao Diên. Thế hệ trẻ của Cù Lao Diên sẽ là nguồn động lực để xứ sở này vươn tới tương lai. Rồi sẽ có nhiều lớp người tiếp nối xứng đáng những tên tuổi rạng danh một thời như cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm, cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, vân vân. Với những di tích của cha ông và đất đai màu mỡ trù phú, Cù Lao Diên đã được định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái tâm linh của tỉnh An Giang. Như những nhánh sông vẫn muôn đời vươn ra biển lớn, người dân Cù Lao Diên sẽ lại viết tiếp những sự tích mới trên vùng đất giàu đẹp quê hương. Chào mừng quý khán giả đến với tiết mục Đi tìm địa danh. Câu hỏi kỳ trước, câu 1: quê hương gạo Nàng Thơm Chợ Đào thuộc huyện nào? A. Cần Đước, B. Cần Giuộc. Câu 2: có bao nhiêu người có cùng dự đoán? Tiết mục đã nhận được 107 tin nhắn của quý khán giả. Đáp án kỳ trước, câu 1 A. Cần Đước, câu 2 có 51 người dự đoán đúng. Giải thưởng, giải nhất thuộc về chủ nhân số điện thoại 0125 678 5735. Giải nhì thuộc về khán giả Phạm Văn Lạc, số điện thoại 0169 343 9244. Giải ba thuộc về khán giả Đào Thanh Nhân, số điện thoại 0916 133 684. Câu hỏi kỳ này, câu 1 địa danh Cù Lao Diên thuộc địa phương nào? A. An Giang, B. Đồng Tháp. Câu 2, có bao nhiêu người có cùng dự đoán? Để tham gia tiết mục Đi tìm địa danh, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp GGST cách X cách Y rồi gửi 6234. Trong đó, GGST là từ khóa của chương trình, X là phương án lựa chọn của bạn.
Y là số người có cùng ý kiến với bạn. Với cước phí 2.000 đồng một tin nhắn, hạn chót nhắn tin là 0 giờ ngày thứ 6 hàng tuần. Cho ăn uống thiếu thốn lạc lẽo vậy làm sao mà sống nổi đi bữa giờ. Dường cây đừng có lo, đã có phân bón cò bay 2N đây rồi. Phân bón cò bay 2N không chỉ là NPK mà còn có tạp vi trách, canxi, magie, bo, kẽm, tất cả trong một. Cò bay 2N là loại phân bón kết hợp hoàn hảo. Phân bón cò bay 2N luôn được trung tâm lựa chọn. Phân bón cò bay 2N tốt cho trồng, lợi nhà nông.